một đi, hai cứ lại voi dùng thăm rồi Dạ toàn mến chào quý cô chú anh chị và các bạn. Dạ hôm nay anh Dũng có giao lưu là ba cây mai sẽ rễ và thêm một cây mai hình thú nữa nha quý cô chú anh chị. Dạ địa chỉ ở đây là ấp Cái Côn, xã Đại Thành, thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang. Dạ số điện thoại của anh Vũ là 0972 477 618 và cũng là số Zalo của anh Vũ luôn quý cô chú anh chị ơi. Dạ rất mong quý cô chú anh chị và các bạn trên mọi miền đất nước luôn ủng hộ đồng hành cùng anh Vũ ạ. Dạ sau đây mình sẽ tiến vào cây mã số 1 quý cô chú anh chị ơi. Rồi mình đo thông số cây mã số 1 lên đi anh Vũ. 5 cm. À quần eo 5 cm ha, anh đo chiều cao anh Vũ. 1 m. Dạ chiều cao là 1 m quý cô chú anh chị ơi. Quần eo là 5 cm. Dạ cây này cũng được là 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Dạ cây này 14 cộng rễ, cây mã số 1 quý cô chú anh chị. Đế đều ngang dây quý cô chú anh chị. Dạ cây này của mình là giáo Thủ Đức hết nha anh Vũ. Giáo Thủ Đức quý cô chú anh chị ơi. Cây này mười máng cộng rễ đều ngang dây hết luôn quý cô chú anh chị. Cây này hàng tương lai nha quý cô chú anh chị. Cây xương cành đều gan luôn quý cô chú anh chị ơi. Dạ cây mã số 1 này mình giao lưu sao anh Vũ? Qua số điện thoại đi anh Toàn. Dạ cây mã số 1 giao lưu giá qua số điện thoại quý cô chú anh chị ơi. Đế rất là đẹp nha quý cô chú anh chị. Dạ rồi tiếp theo qua cây mã số 2 luôn quý anh chú anh chị ơi. Rồi mình đo cây mã số 2 luôn lên Vũ ơi. 6 cm. Dạ cây mã số 2 là 6 cm quý anh chú anh chị. Rồi anh đo chiều cao luôn lên Vũ. Chào cũng mét luôn. Dạ chiều cao mét mấy cô chú anh chị. Cây này xương cành cũng đều gan luôn quý anh chú anh chị ơi. Dạ cây này để toàn coi được nhiều con rễ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Dạ cây số 2 cũng 14 cộng rễ luôn quý cô chú anh chị ơi. Cây mã số 1 với số 2 là cặp với cô chú anh chị. Cây nào cũng 14 cộng rễ hết luôn. Rễ đều ngang dai nha quý cô chú anh chị. Dạ rồi toàn quay vòng cho quý cô chú anh chị các bạn xem rõ hơn ha. Đặc biệt là nó có củ đế trong này quý cô chú anh chị. Củ đế nó đều gan luôn quý cô chú anh chị ơi. Cây này 14 cộng nha quý cô chú anh chị. Đây bên đây cây mã số 1. Cây mã số 1 với cây mã số 2 là 14 cộng đều gan hết luôn quý cô chú anh chị ơi. Đấy đều ngang dài nha quý chú anh chị. Xương cành cũng rất là đẹp luôn. Dạ rồi tiếp theo mình qua cây mã số 3 luôn quý chú anh chị ơi. Rồi cây mã số 3 mình quay vòng luôn anh Vũ. Cây mã số 3 xương cành dày đặc luôn quý cô chú anh chị. Mã số 3 là bao giảo ghim nha. À, cây mã số 3 là anh Vũ nó bao giảo luôn quý chú anh chị ơi, giảo ghim luôn. Này bộ đế khủng nha quý cô chú anh chị. Đế là tới mặt đầu hết trơn. À. Thấy toàn thấy cái có nó khu củ đế trong đây nè. Củ đế phía bên này nè. Nè quý cô chú anh chị, sau này cái củ đế này là nó nở ra một một cái khối đế đặc luôn quý cô chú anh chị. Xương cành dày đặc luôn. À, mình đo chiều cao thử anh Vũ. Cao được 1m4. Dạ chiều cao 1m4 với anh chú chị mình tán ngang luôn anh Vũ. Dạ tán ngang 1m2. Em sang vòng giùm anh.
nó xương cành đều gan luôn nha quý con chú anh chị, xương cành gì đặc luôn. Này là giảo ghim nha quý con chú anh chị, từ 8 đến 12 cánh. Dạ. Từ 8 đến 12 cánh luôn quý con chị, có mặt bông luôn ha. Đây nên sang dòng lại có mặt cong, mặt bông phía bên kia kìa nhũ. Này toàn thấy có mặt bông nè. Bông này à, nè toàn thấy cái con bông này là cũng cái này chắc 8-9 cánh cho lên nè anh Vũ, nó dày đặc luôn nè. Nè, nó có cái bầu trong này dày đặc luôn. Có hình mặt bông. Còn cái này bông gió thì nó rụng bớt rồi, bông gió này thì nó được 3 4 6 9 9 cánh luôn. Xương cành rất là đẹp nha quý cô chú anh chị, đặc biệt cái nồi đế là đều gan luôn. Rồi mình đo thông số cái anh Vũ, mình đo quỳnh eo anh Vũ. Được 13 cm. Dạ quỳnh eo là 13 cm quý cô chú anh chị ơi. Rồi mình đo thoát thăng anh Vũ. Được 25. 25. Thoát thăng là 25, mình đo tại cành 1 mà anh Vũ. Tay cành 1 được 5. Dạ tay cành 1 là 5 cm quý cô chú anh chị. Rồi anh Vũ ơi. Này có mặt bông luôn nha quý cô chú anh chị. Bên anh Vũ là siêu tầm rất là nhiều mai đẹp với chú anh chị. Này là hàng lựa không ha, lựa từ vườn về với chú anh chị ơi. Này toàn thấy cái củ đế này toàn phái nè, cái này là sau này nó dày bịch chân này luôn với chú anh chị, nó đều gan luôn. Cây này chắc có khoảng tính ra mấy cái củ đế nó ra tầm khoảng mười mấy cộng ha anh Vũ. Đặc thử cho mấy muốn bắt hết rồi. Liền vậy, liền. Nó liền. Chân này sau này nó có củ chân này nè. Củ chân này gì lắm mới củ. Rồi cái mã số 3 mình cũng giao lưu giá qua số điện thoại luôn hay sao anh Vũ? Dạ, cái mã số 3 cũng giao lưu giá qua số điện thoại luôn nha quý cô chú anh chị. Thì cây đẹp cũng như cây đẹp toàn sẽ quay chậm chậm cho quý cô chú anh chị và các bạn xem mình nó rõ nét hơn nha quý cô chú anh chị. Bộ đế này toàn nhìn toàn thấy toàn mê luôn nha quý cô chú anh chị. Dạ rồi, cây này cây mã số 3 nha quý cô chú anh chị. Dạ tiếp theo mình lên cây mã số 4 là cây mai hình thú quý cô chú anh chị ơi. Dạ rồi, tiếp theo là cây mã số 4. Cây mã số 4 này có hình quái nha quý anh chú anh chị. Dạ, cái mặt bông của cây này được nhiêu cánh anh Vũ? Cây này chủ nhà nó bông đẹp chứ em chưa thấy mặt bông. Dạ, chủ nhà nó bông rất là đẹp nha quý anh chú anh chị. Cây này hiện tại thì cái tàn nó cũng rất là bự, nhưng mà mình buộc lại cho nó gọn lên để mình dễ quay với cô chú anh chị. Cây này được 8 cái chân luôn, 2 4 6 8. Dạ rồi, toàn quay vòng cho quý cô chú anh chị các bạn xem ha. Xương cành dày đặc luôn quý anh chú anh chị ơi. Cái này chắc là cái đuôi ha anh Vũ. Dạ cái đuôi. À, cái đuôi. Cái đuôi này ví dụ mà cái này nó 8 cái chân nè quý anh chú anh chị, 2 4 6 8. Này mình tách ra làm 2 cũng được 2 con ha. Hai hình quái luôn quý anh chú anh chị ơi. Này phía trước là hai cái giò nha quý anh chú anh chị. Tất cả là giò ghim hết nha, không có ghép nha. Cái này tôi thấy quái lạ nha mấy chú anh chị. Dạ rồi, mình đo chiều cao anh Vũ. Chiều cao 1 mét.
Dạ chiều cao mét, anh đo chiều dài được của con dạ, tầng ngang mét, mét giữ hết dây thước luôn. Dạ tầng ngang là hết dây thước luôn quý cô chú anh chị ơi. Bản lá rất là đẹp luôn quý cô chú anh chị, bóng lộng luôn ha. Chiều dài anh thú được 35. Dạ chiều dài anh thú là được 35 quý cô chú anh chị ơi. Rồi anh đo cái bụng nó luôn anh chú. À cái đó anh đo cổ ha. Rồi đo cổ được chứ đi. Cổ cái gì hả giờ bụng. À. Cổ được 20. Dạ cổ được 20. Sẵn mình đo coi cổ dài của nó luôn. Ở bên đây được 15. 15. Rồi anh đo cái bụng này nè. Bụng được 24. Bụng 24 luôn anh chú anh chị ạ. Rồi mình đo chiều dài con thú luôn đi anh chú. Rồi. À nó mình đo bên đây cho dễ thấy luôn. Chiều dài con đây là được 31. À chiều dài là 31 với chú anh chị ơi. Chiều dài con thú là 31 ha. Rồi mình đo cái đuôi luôn đi chú. Đuôi được 13. Dạ cái đuôi là 15. 15. Cái đuôi là 15 cm luôn chú anh chị. Rồi anh Vũ ơi, để em quay nhộng. Đo giò luôn không? Giò luôn đi, đo giò luôn đi. Rồi anh đo luôn đi. Giờ sao? Sao được 20. Dạ, giờ sao là 20 quý anh chú anh chị. Rồi mình đo giờ trước luôn. Giờ trước được 10. Giờ trước được 10 quý anh chú anh chị ơi. Rồi anh đo tại cạnh 1 luôn anh chú. Tại cạnh 1 được 11. Dạ. Tại cạnh 1 được 11 10, quý 10, chú 10. 10 quý anh chú anh chị ạ. 10 cm ha. Rồi để toàn quay vòng lại cho quý chú anh chị các bạn xem ha. Xương cành về bịch luôn nghe quý cô chú anh chị. Xương cành về đặc luôn nè. Đó. Dạ rồi quý cô chú anh chị thì hôm nay anh Vũ có giao lưu là ba cây mai xứ rễ đến ôm đẹp chảo Thủ Đức, và sau đó thì với một cây mai nhắn quái luôn nha quý cô chú anh chị. Dạ, rất mong quý cô chú anh chị các bạn luôn ủng hộ đồng hành cùng anh Vũ. Dạ, địa chỉ và số điện thoại toàn sẽ để đầy đủ bên dưới phần mô tả để cho quý cô chú anh chị các bạn để liên hệ với anh Vũ mua cho mình những cây mai đẹp ạ. Dạ, còn bây giờ toàn xin khép lại cái video. Dạ, cứu bây giờ toàn xin mến chúc quý cô chú anh chị và các bạn luôn luôn được nhiều sức khỏe và gặp thật nhiều may mắn trong cuộc sống cũng như công việc ạ. Và cũng hẹn với cô chú anh chị các bạn vào những video tiếp theo. Xin chào thì bye bye. Hey.